ảnh mọi người đang theo dõi thuộc dự án cầu Tam Tòa. Hôm nay DN90 TV sẽ cùng mọi người cập nhật tiến độ thi công của dự án này. Trước tiên hãy like video và đăng ký kênh để cùng mình cập nhật về nhịp sống hàng ngày của mảnh đất Nam Định. Sau gần một tháng quay lại, bản thân mình đã thấy công trình đã thay đổi khá nhiều. Bên phía Nghĩa Hưng chỉ còn một nhịp chưa gác so với 4 nhịp dịp mình quay tháng 9. Đường dẫn lên cầu cũng đã khá rõ rệt và đang làm công tác lưu nền các lớp. Về bên phía Ninh Bình còn 2 nhịp vườn sông chưa gác, nhưng tháng tới cũng sẽ được hoàn thiện. Có thể thấy đơn vị thi công đặt mục tiêu hợp long tháng 11 tới chăng? Về trụ rua sông Đúc Hưởng cân bằng, có thể thấy đã thi công được hơn 50% khối lượng, vậy nên mục tiêu tháng tới hợp long có thể xảy ra. Với những khối lượng trên, chúng ta sẽ sớm có cầu Tam Tòa để đi trong thời gian tới. Hãy cùng mình cập nhật tiến độ của dự án này nhé!